Con Trinh nhà bác sắp lấy chồng rồi đó. Cậu ta chết mê chết mệt hết luôn. Cũng cầu hôn luôn rồi. Anh ấy nhắn tin cho con nè mẹ. Trinh, mới xa nhau một ngày mà lòng anh nhung nhớ em. Anh muốn mời em đi xem phim cùng anh. Em có vui lòng nhận lời không Trinh? Trời ơi, có khi nào cậu ta lợi dụng mời cô đi xem phim để cầu hôn con đó? Con cũng nghĩ vậy á mẹ. Một tiếng nữa tôi sẽ đi đón cô. Khách quan mà nói á, thì con không có đẹp gái bằng em gái của thằng Công. Chú. Chẳng cần biết bên ngoài nắng to hay là mưa sao, chỉ cần biết phải chạy ra ngoài. Anh chờ tôi có lâu không? Tôi có một. Anh Nhân. Mình anh Nhân. Khi yêu. Ủa, Minh, trùng hợp quá. Xin giới thiệu với bà, đây là anh Nhân, bạn trai của tôi. Em thích gì anh sẽ mua tặng. Anh hả? Alo. Tôi đây. Tôi là ai? Này. Gọi tôi chi vậy? Tập trung nhá. Chuyện này chỉ xảy ra một lần thôi đấy. Anh ấy đã nằm gọn trong tay của con. Đúng là xảo quyệt. Đón xem Gạo Nếp Gạo Tẻ, bộ phim gia đình Việt năm 2018 được yêu thích khắp cả nước lúc 21 giờ thứ hai đến thứ tư hàng tuần trên kênh giải trí TV.